Đó, năm ngoái ra trái rồi. Rồi cái hàng này là một hàng ổi. Hàng ổi mà có tên tuổi ở thị trường ở Mỹ hiện nay đó, là những cái ổi mà không hộp, các nước là mình rút về hết luôn. Cho nên đang chờ ra hoa để mình test thử, mình ăn thử cây nào nó ngon. Rồi chuẩn giống thì mình giữ lại, mình làm của. Rồi ở đây là có cây vải. Này, cây vải này là hạt lép, vải hạt lép mà giờ cũng đang ra bông đây. Rồi hả, cây vải này là cây vải không hột nha. Cây vải không hột á, em nó chút xíu một xíu à, mà cũng đòi hả xanh cá hoa cá trái rồi này, thì cháu thấy không? Ừ. Dễ thương không? Đó. Cái này là cây quýt túi tiền á. Cái quýt này túi tiền là giống như nó thiệt đẹp nhất trong cái đám quýt á. Ừ. Cây xoài tím của Thái. Này là cây măng amray nè. Cây măng amray trời ơi giờ nó mới được lên vài tược lá. Này là lá gai. Ở những cái cây này mình trồng á là được 2 năm, 3 năm gì rồi, từ bữa Covid-19 tới giờ. Là rất là thích luôn. Cây bơ. Bơ này bơ 034. Bơ trái dài á, rất là ngon. Nhãn Hawaii. Cây siro. Rồi chanh dây. Ổi này là ổi Đài Loan. Ổi Đài Loan tím á, rất là ngon. Hàng này bị hàng hiếm nè. Hàng này là cưng lắm luôn. Cái này là sâm của Hàn Quốc để mình nấu ăn lẩu, nấu canh rất là ngon. Này Honeycha nè, bông quá trời. Rồi một cây Tiger Tooth bên cái cây GA866. Rồi cây bự này là me nè. Năm ngoái ra bông nhiều lắm rồi mà năm nay chưa có ra bông. Còn kế bên này là thấy không, mình thấy bông nhiều không cháu? Bông trái quá trời không? Dạ. Là cây cây này là cây Seri Gò Công Việt Nam à. Còn cái bên này là cây xương sâm trơn. Đó. Này là mận nè. Cái mận này là mận tên tuổi đây, mận Black Gold. Mà chưa có trái. Rồi bưởi rồi đây. Có mấy cái cây mít mít đỏ ruột sơ vàng của Indonesia bên của Thái hay gì vậy? Quên mất rồi, nhiều cây không nhớ. Mà đại khái là mít. Rồi trong nói là khế. Này là cây quýt của Nhật, Kitsu á. Cái này là cây thanh trà nha bà con. Cả nhà ơi, cây thanh trà nè. Mình chưa có ăn nhưng mà mình vẫn mua để mình trồng thử, trải nghiệm ở Arizona có được không. Còn bên này là cây vú sữa nè cháu, vú sữa Mika tím không mủ nha. Đó, cây đẹp không. Này là mận Ấn Độ. Mận Ấn Độ trái bự. Này, nhãn Hawaii. Cái bông nè. Rồi bên này là cũng những cái cây để mình bán nha. Cây me này đẹp không? Cây me này của Thái này là me ngọt ngọt chua chua. Còn này này, ôi ôi, mận Ấn Độ nè, bông quá trời cháu ha. Bưởi, nói chung là ở đây trồng có một cây bự này cháu, cây này là cây khế ngọt nè. Năm ngoái trái sai lắm. Đó, đẹp không? Năm này thì mới bỏ xuống đất thì nó bung lá rồi lên á, nó sẽ ra hoa sớm thôi. Đây, em đây là em mặn ngọt lắm mà người ta cho mình trồng nó ra được 3 năm rồi đó, ra bông. Thấy không? Có bông không? Ừ, đây cũng là nhãn mà trong bồn mà nó cũng bông nè. Bông quá trời. Đây có một cây vải. Đây là cây vải hàng hiếm này nha. Cây vải không hộp này nè. Đó, bên kia ra bông rồi, bên này đang bắt đầu kết bông rồi.
Dạ vâng. Này là những cái cây táo tàu sugar cane ở Sa Lị Việt Nam, hai cây chung luôn, một cây trái dài, một cây trái tròn. Rồi kính thưa các loại mận, mình những cái cây mận nào mà nó ngon và nó đẹp, trái bự không hạt, nổi tiếng thì hầu như mình bị ghiền mận, ghiền mọi thứ nhưng mà ghiền mặn nhiều hơn tại vì cây đẹp. Còn bên này này là hai cây, hai cây này là cây cóc nè, cây cóc từ từ hột á, cóc Việt Nam đó. Còn cây này là cây táo tàu của Đài Loan mà trái bự á, loại này rất là ngon. Rồi cây này là cây lô quát của Big Jim á, ngon, mình ăn rồi. Đây là mận, rồi những cây giờ đang dưỡng, mai mốt trồng ở đây. Rồi cái thích nhất á, là cây cây đây này, mận cũng ra bông nè. Mận đây là mận hồng, này là cây mận tím nè, mận tím của Thái Lan đang chờ ra hoa ra bông. Này là hồng giòn của Nhật nè, đó, nhánh nào cũng ra hoa hết, xinh quá. Rồi cái này là mận bánh bao. Rồi cái này là mận lý. Rồi cái này là mận mận xanh của Thái. Cái này là mận trắng của Thái. Đây em này là cũng đình đám ở Việt Nam đây, mới trồng xuống mới có 2 tuần thôi mà nó ra tược non quá trời nè. Cây nè, đúng chuẩn của mận hồng Sóc Trăng, 4 trái 1 ký đây. Còn em này là giống như là cưng lắm. Em này là đẹp nhất trong dòng họ mận á. Mận này là kêu mận bờ phim, mận dầu thơm. Trái nó rất là bự, nguyên cái gần bàn tay mình luôn á. Rất là bự. Rồi, trong này là cháu cái cây này nè. Là cái cây nhãn tím. Mình trồng mà trải nghiệm trong trong chậu thử nó có trái gứt không, tự vì ở đây nó mình cũng hết đất rồi. Cây Thái, cây gì chanh Thái. Còn này cũng đang kích hoa đồ ra, sao ra hoa sạch. Đây mãn cầu tình yêu mà chưa thấy gì đây, khi nào mà nó ra hoa ra trái mình ăn là mình mới yêu được, bây giờ mới có thương thôi chưa yêu. Đây mãn cầu cũng rất là chịu mùa lạnh nè. Mình không có che, năm ngoái mình không có che mà vẫn rụng lá hết rồi, bây giờ nó tược lên á. Rồi bên này là trồng trong chậu nè, thích quá. Ấn Độ, loại trái bự á, trái bự mà ngon. Trong này là quýt Ấn Độ. Này là cây curry, cà ri á, cháu Việt Nam kêu cà ri á. Còn dòng ổi nè, đây là xoài Valencia của Ấn Độ. Trời ơi, lên bông lên trái rồi nha, cưng lắm luôn, xinh quá. Này là ổi, mình có chanh ở đây, mình có bán chanh hồng Việt Nam á. Chanh hồng Việt Nam mà người ta Việt Nam mà họ chuyên môn họ trồng để họ lấy, họ làm chanh muối họ trị bệnh đó cháu, loại đó chanh hồng. Rồi chanh cái tắc âm ray. Còn cái này là tắc cẩm thạch chứ quên, tắc cẩm thạch. Còn cái này là những cái gốc đẹp không của ổi nữ hoàng. Nữ hoàng nhìn ngầu không. Còn cây xoài này là cây xoài của Moon Canxi, trái rất bự, ăn ngon, giòn, ngọt, ăn sống rất là ngon mà ăn chín vẫn ngon đó. Nó cũng là nổi tiếng của dòng Thái. Còn bên này là cây cây quýt ngọt, cây khâm quát á hả, trái dài dài của Nhật. Còn cây bên xoài bên kia là Mahajanus gì đó. Nói chung là mình tiếng Thái mình không giỏi lắm, đại khái. Em này là cục cưng nhất hiện tại bây giờ là cây xoài của Việt Nam mình, là xoài cát Hòa Lộc. Quá trời luôn nè, được 4 nhánh mà 4 nhánh đều trái quá trời luôn. Không biết là nó rụng, nó sẽ rụng thôi.
mình chỉ cần để một nhánh một trái để mà làm mình ăn thử trong cái năm này, tự vì mới năm đầu tiên mình mua về mình bỏ xuống đây. Rồi có nhãn tím, rồi có dòng mấy cây này là mấy cây bưởi tiến vua Luận Văn. Rồi cái này là bưởi Ruby Thái. Rồi cây này là cây mận bánh bao. Này là hai cây mận hồng, mận xanh tam hoa. Đây này có trái rồi cho coi là lúc dễ thương không? Em được ba trái rồi nè, xí. Hết đất trồng à. Đây một cái cây xoài ở trong này nữa là cây xoài của Nhật, xoài đỏ của Nhật. Giờ cũng có bông đang tụng trái. Còn cây này là cây Nam Đốc Mai Gô. Nó màu vàng rất là đẹp mà nó là trong dòng nổi tiếng của thế giới ở không? Không biết là chừng nào hay. Còn cây này là mình ăn rồi, mình ăn hồi bữa được một chùm, mình ăn rất là ngon. Lô quá của Nhật. Big chim. Còn cây này là cây xoài của Ấn Độ, của Thái. Đâu xinh không? Đó. Nhiều quá. Cây này là cây của coco. Coconut, xoài mà mango coconut, không biết nó ngon cỡ nào nhưng mà mình muốn trồng, mình ở đây cho mình biết. Kéo té cho. Này, mặn ra trái rồi nè, ở bên lụ. Xinh quá cái này, mình đứng chụp hình chắc chết quá. Nó nổi hơn mình nữa không chịu đâu ạ. À. Đây là cây tắc Việt Nam. Tắc Việt Nam bông trái. Cây này là cây bưởi. Bưởi Nhật. Bự, ngon, màu trắng. Còn cây này là cây cam. Cara cara của Mỹ. Này là cây chanh cẩm thạch. Ở mấy cái cây hàng đó là gì ghép vô để mà loại là làm cây bưởi tiếng vua Luận Văn á. Còn cây này là cây donut. Này là cô donut của Mỹ, giòn ngon, gì thích ăn cái trái này. Còn em này mới bỏ xuống này, chưa có đẹp lắm. Em này là bưởi của Thái, bự ngọt ngon. Đây là một cây quý hiếm nhất ở Arizona mình, nhưng mà em cũng đã từng ngủ 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 đông. Bây giờ mới bỏ xuống đất mà nó lên rất là chùm ruột chua. Đẹp không Quỳnh? Xinh quá ha. Cái tàn nó đẹp ha. Rồi, kế tiếp là chanh của Mexico và một cái chanh Thái, mình của Thái mà loại công hạt á, rất là ngon. Mình trồng hai cái, nó hai đứa nó giống nhau, nó chung một nhà. Rồi cây này là cây cây plum, nó có bốn loại plum, bốn hay năm loại gì là plum, nó ghép với chung một cây. Thì mình cũng đang hy vọng năm này em ra hoa ra trái, ăn thử thử nó làm sao. Rồi cây này là cây quýt của Nhật, không biết nó là tên gì quên mất rồi. Nhưng mà cái trái của nhà bạn mình nó sai. Quăng 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 quăng, nhìn mê quá, ăn ngon quá, chơi luôn cây về trồng cho nó thích coi. Cây này là cũng quýt. Quýt của quýt hồng Việt Nam không hột. Ăn rất là ngon, mình cũng đã ăn rồi. Năm ngoái mình có trên chậu nó có trái mình ăn. Nhưng mà năm này thì mình trồng xuống đất. Hy vọng là hy vọng là nó sẽ có trái. Và tất cả những cây trong vườn của mình á, là mình đang trồng đất phốt farm đây nè, trồng trồng phần phân hữu cơ. Ok, mình mua từ hãng, mình order từ hãng trở về á, là nguyên một cái pallet vậy đó. Thì mình trồng toàn là cái phân này không, không trồng bất cứ cái gì nữa ngoài cái phân hữu cơ đây đó. Cho nên cái vườn của mình cây nó rất là tươi tốt. Đó là tổng tổng thể là nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống. Đó là vườn của mình. Dạ. Đây, có chị yêu đi, chị yêu xuống thăm này, còn mua ủng hộ. Cái người này là người khách hàng VIP tuyệt vời nhất luôn á, ở của cái vườn mình á, là hình như là cây gì của mình có là chị có hết.
Tương lai à, chị cũng sẽ có cái vườn mà đẹp đủ thứ loại. Vườn của chị là bự hơn vườn em nhiều. Tổng cộng á là dạ tổng cộng là cái vườn của em là rất là tuy á là COVID-19 á là người với người 6 feet nhưng mà cây với cây mình cũng là 6 feet thôi, không cần không có vấn đề gì hết. Đây là thành quả của mình trong từ ngày COVID ở nhà tới giờ. Đó, đi làm về là họ cứ nghĩ tới cái vườn xinh xắn dễ thương của mình. Anh chị nào mà thích trồng cây, ghiền trồng cây là tới em. Đây, đó, góc vườn đẹp nhất nè là chỗ này. Xinh lắm ha. Thì giờ dẫn mọi người đi dạo một vòng để xem bên Arizona thì các bạn có thể trồng được những loại cây nhiệt đới nào nha. Thì nếu các bạn quan tâm, nếu các bạn có sở thích trồng cây thì hãy liên hệ với số điện thoại và địa chỉ ở phía dưới mình để dưới video thì có thể liên lạc ha. Còn giá cả thì các bạn có thể liên lạc với chị này. Thì hôm nay thì mình sẽ kết thúc video tại đây. Thì rất mong được sự ủng hộ của mọi người nha. Bye.